Hi, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình xin chia sẻ cái vụ mà đuổi chuột. Cái lý do là mình có người bạn coi cái video của mình á, là trước đây mình có dùng cái máy đuổi chuột như vậy. Thì anh nói là có hiệu quả không? Thì mình nói là có, rất là hiệu quả. Mình gắn lên rồi đó, thì là chuột nó bỏ đi. Nhưng mà mình phải gắn cho khoảng trên 28 ngày nha, giống như trong cái hướng dẫn nó có nói là trên 28 ngày thì mình mới lấy đi. Thì thật ra là gắn khoảng chừng có 1-2 tuần thôi thì là chuột nó bỏ đi. Nhưng mà mình để sau 28 ngày, đâu cũng cỡ 2 tháng á thì mình mới lấy đi. Lấy đi á thì lại là có chuột trở lại. Cái vấn đề nó nằm cái chỗ này là mình không biết là cái chuột nó bỏ đi rồi nó trở lại hay là cái chuột mà chuột mới nó tới, cái đó thì mình không biết nha. Bởi vì sau khi mình gắn lên thì không còn chuột nữa, nhưng mà mình gắn mình lấy đi thì coi thì có chuột trở lại. Vì vậy nên mình mới gắn cái máy đó lại cho người bạn. Thì hôm nay có cái anh này ảnh nhờ gắn cái máy này. Cái lý do là như vậy đây, để mình quay xung quanh cho các bạn xem nha. Đây là trên trần nhà. Anh nói là ban ngày thì là không có nghe tiếng, mà có chuột hay không thì cũng không biết. Bởi vì ban ngày không có ai ở nhà, nhưng mà ban đêm lúc mà ai cũng đi làm về rồi tối đi ngủ thì cứ nghe cái tiếng sột soạt sột soạt sột soạt trên đây. Thì mình có leo lên đây mình coi cho anh thì là trên đây có cức chuột, thì có nghĩa là mấy con chuột. Tại thường thường nếu là chim thì là nó sẽ có cức chim nha, nhưng mà nhà này nó rất là sạch, không có cức chim nhưng mà có cức chuột. Thì chuột nó vô bằng những cái chỗ ở tuốt ở đằng kia kìa, giống như nó nằm sát cái vách ở đó đó, thì nó đi vô bằng cái đường máng xói hay là như thế nào đó thì mình cũng không rõ nha. Đó, nó vòng vòng sát cái mép tường. Nói chung tại vì nhà ở Úc á thì nó cũng giống như nhà ở Mỹ, ở Canada, nó có hai lớp, ở ngoài là gạch, bên trong là gyprock, ở chính giữa là người ta bỏ ba cái này đây, cái kêu là vọt thủy tinh á, cái tiếng Anh nó kêu là insulation, để đằng mà chống tiếng ồn chống ẩm đó. Thì do là chuột nó đi vào xong rồi nó ở giữa của miếng vách đó, nên bây giờ á mình không có cách nào để đằng mà mình bắt nó được. Với lại ở đây mình không có muốn diệt, mình không có muốn thuốc nó, bởi vì thuốc con này nó chết thì cái đám này chết thì sẽ là cái đám khác nó tới nha. Đó là lý do tại sao mình không thuốc mà mình chỉ đuổi nó đi. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình thuốc nó đó, nó nằm chết ở phía bên trong cái vách giữa cái ziplock, cái ở ở bên Mỹ gọi là drywall, rồi ở ngoài là gạch đó, nó mà chết trong đó nữa hoặc là chết ở trên đây, nó ăn bã mà chết đó là thúi lắm. Mình phải là coi như là đi ra ngoài mướn mướn hotel hay là motel để ở đó. Đó, nên bây giờ nó là như vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái máy ở trên đây để đằng mà mình đuổi nó đi. Cái này chỉ có cái bất tiện một cái, nó là như vậy. Thường thường á cái này á là nó xài bằng ổ gâm điện nha. Cái này là cái phải gâm cái ổ gâm điện lên. Thì thường thường á ở trên trần nhà không có ai làm ổ gâm điện hết, vì vậy nên phải kêu thợ điện tới làm cái ổ gâm điện như thế này. Hiện giờ á là mình đang dùng cái đèn để đằng mà mình gâm vô đây. Một lát á là mình gỡ cái đèn ra rồi mình sẽ gâm cái máy đó vô. Đây, cái máy này như thế này đây. Bây giờ mình inbox cho các bạn xem nha. Nó kêu là Megasonic, nó là Ultrasonic mà cái này kêu là Megasonic. Thì này đủ chuột thôi, thì cái này nó rất là an toàn nha. Mình gắn cái này vô á là nó không có, ở đây nó nói là không có độc, không có quá chất. Cái này là hai lo, và cái mà quan trọng á là mình coi cái này á là nó nói là không có gây hại cho trẻ em và thú vật nuôi trong nhà. Đâu rồi, cái này chỉ là xài trong nhà thôi nha. Nó là an toàn cho trẻ em và thú vật nuôi trong nhà, nó có nghĩa là không có bị ảnh hưởng gì hết. Thì cái này ra là xài ở bên trong nhà. Thì cái hướng dẫn này đại khái thì cái nào nó cũng gần gần giống như vậy thôi. Và bây giờ mình mở ra cho các bạn xem bên trong nó có những gì nha. Thật ra nó không có cái gì hết trơn á, nó chỉ có mỗi cái hộp đó, mỗi cái cục đó thôi à. Đây là cái hộp không, cái hộp không vậy thôi đó. Rồi, chỉ gâm điện vô thôi. Thật ra mình có làm cái video trước nói về cái này rồi, nên mình cũng không có muốn nói đi nói lại nhiều. Thì đại khái là để đuổi chuột được. Và ở ngoài thị trường nó có bán những cái máy gần giống như thế này.
nó có để đằng mà đủ chim, đủ sóc, đủ thỏ, đủ thứ hết trơn nha. Nhưng mà đặc biệt là cái này là chỉ nói là chỉ để đuổi được chuột thôi. Tại vì cái này ở đây nó có nói là pet shepherd, là có nghĩa là an toàn cho thú vật, có nghĩa là chó, mèo hay là thỏ gì đó thì là nó không có sợ, nó không có nghe. Vì vậy nên nếu mà muốn mua cái loại mà đuổi chó hoặc là đuổi mèo á, là dùng cái loại khác nha. Đuổi chó, mèo, thỏ, sóc gì đó là cái loại khác. Còn cái loại này á, là chỉ để đuổi chuột thôi và chỉ xài được bên trong nhà thôi. Rồi bây giờ mình giật điện ra rồi mình sẽ để ở đây hướng về hướng đó. Tại người bạn mình nói đó là chuột á, nó nằm đâu từ hướng này nè, từ ngay đây dài lên tới đó. Khi mà tối ngủ á, là nghe ở trong vách nó lụp cụp, với lại ở phía trên trần nhà này nó làm lụp cụp, nó cắn, nó làm gì đó. Nên là nữ ra bây giờ mình sẽ đặt cái máy ở đây, mình sẽ đặt cái máy như vậy, hướng nó về cái này. Nếu mà nhà ai mà rộng thì nên mua hai cái nha, mua hai cái loại này, hai cái đâu nhau thì có nghĩa là hai cái lo này nó chỉ về hướng đó, hai cái lo nó chỉ ngược về hướng này thì coi như là toàn nhà luôn. Bởi vì cái này nó bao phủ được tới, mình thấy mình có đọc đó là nó nói là 60 mét, chiều xa lên tới 60 mét, thì mình nên mua hai cái, một cái quay về hướng đó, một cái quay ngược lại. Và ở ngoài thị trường nó có bán những cái loại nhỏ nữa nha, nó có bán loại bằng ngón tay. Rồi bây giờ mình giật điện ra rồi nên giờ mình câu này vô nó cũng. Và cái này, cái âm thanh này mình không có nghe được nha, chỉ có chuột nó mới nghe thôi, chứ mình không nghe được đó. Nó gầm vào giống vậy ha. Rồi bây giờ mình để hướng đó ra, hiện giờ là nó đã hoạt động rồi nhưng mà cái âm thanh là mình không nghe. Còn mình muốn nó giống như kiểu mà chuột á nghe cái âm thanh này như thế nào á, thì ở đây nó có cái nút để bấm vô nè, nghe rất là khó chịu nha. Đó là cái tiếng đó, nó làm cho chuột nó sợ đi. Thì khi mà mình găm nó vô mình bấm thử một cái để coi nó có hoạt động hay không. Rồi bây giờ mình để ở đây nha, mình để chỗ nào mà giống như không có bị khuất, giống như chỗ này á, là mình nên để trên cao để đằng mà nó đi về hướng đó. Chứ nếu mà mình để ở đây á, thì nó sẽ bị cái timber này nó che lại, hoặc là mình để trên cao bị cái thanh cây ngang ở trên nó che lại. Nên thành thử ra mình để như vậy, coi như là không có cái gì bị chặn lại. Bởi vì nếu mà có cái gì chặn lại á, thì là nó bị cản trở cái sóng nha. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay, hello, hãy comment, like và share cho mình ha. Nếu chưa subscribe thì subscribe cho mình cái nha. Khi bên subscribe có cái chuông, bấm vào cái chuông cái nữa. Chọn tất cả để mỗi khi mình có video mới ra thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Rồi bây giờ mình leo xuống.